Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục địa phương khối 6. Ở video clip này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề 1, 2, vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh và điều kiện tự nhiên đặc trưng của thành phố để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ 1 vào tuần 10. Về vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía đông nam của Việt Nam, là nơi giao thoa giữa đồng bằng sông Cửu Long và Biển Đông. Vị trí chiến lược này khiến thành phố trở thành cửa ngõ quan trọng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối giữa các tỉnh lân cận và các tuyến đường biển quốc tế. Và đây là lược đồ của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy thành phố tiếp giáp với 6 tỉnh phía Bắc và phía Đông là tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phía Tây là các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Về phía Nam, thành phố tiếp giáp với Biển Đông mà trực tiếp là vịnh Đồng Tranh và vịnh Gành Rái. Về cấu trúc hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy thành phố Hồ Chí Minh có 16 quận, 5 huyện và một thành phố Thủ Đức. Các quận của thành phố Hồ Chí Minh gồm có quận 1, quận 4, quận 7, quận 10, quận Bình Thạnh, Tân Phú, quận 5, quận 8, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận 3, quận 6, quận 12, quận Tân Bình Hòa và quận Bình Tân. Và đây là các huyện của thành phố Hồ Chí Minh gồm có huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Chúng ta bước vào phần 2 tìm hiểu về khí hậu và thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh. Về khí hậu thì thành phố Hồ Chí Minh có khí hậu nhiệt đới gió mùa, được đặc trưng bởi hai mùa mưa và mùa khô. Về mùa mưa thì kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa lớn và độ ẩm cao. Về mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến tháng 4, thời tiết nắng nóng và khô ráo. Về cơ sở hạ tầng và giao thông của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một sân bay quốc tế, đó là sân bay Tân Sơn Nhất. Nó là một nơi trung tâm giao thông hàng rất lớn, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các quốc gia trên thế giới. Về hệ thống đường bộ thì thành phố Hồ Chí Minh sở hữu mạng lưới đường bộ rộng lớn, bao gồm các tuyến đường cao tốc, quốc lộ và đường nội đô, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như là việc vận chuyển hàng hóa. Hệ thống đường sắt thì chúng ta có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua thành phố và kết nối thành phố với các tỉnh về miền Trung và miền Bắc. Cảng biển thì thành phố Hồ Chí Minh có các cảng biển quan trọng đóng vai trò trung chuyển hàng hóa quốc tế. Về kinh tế và xã hội của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 4 ngành mũi nhọn, đó là du lịch, bất động sản, công nghiệp chế biến và dịch vụ. Chúng ta sẽ bước vào phần thực hành và các em hãy điền tên cũng như là tô màu các tỉnh mà thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp. Và đây là lược đồ của thành phố Hồ Chí Minh. Các em hãy điền vào các tỉnh mà thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp, sau đó các em tô màu cho cô, tô màu các tỉnh cũng như là các huyện và các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ tại lớp và dụng cụ chuẩn bị là các em đem theo viết, thước và bút màu. Cô chúc các em làm bài thật tốt.